皆さんおはようございます。Chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình được đi trải nghiệm mặc kimono tại Nhật. Mình qua Nhật cũng được mấy năm rồi. Tuy nhiên thì chưa bao giờ được mặc kimono. Yukata thì mình được tặng rồi nhưng mà chưa bao giờ lấy ra mặc, tại vì mặc những cái này nó rất là cầu kỳ, nó không có đơn giản giống như là áo dài của Việt Nam mình chỉ mặc vô là xong, còn cái này là phải từng lớp rất là nhiều lớp, xong rồi còn có cái nơ ở giữa bụng nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ biến hóa như thế nào và mình sẽ được trở thành một bạn nữ Nhật Bản như thế nào thì mọi người hãy chờ xem hết clip của mình nha. Đây là các đồng minh đi mặc kimono nha mọi người. Cái này là iPhone 12 13 đây nhỉ? 13. À, được ai dùng iPhone 13 đầu tiên. Người ta là iPhone 13 Pro Max nha. Ai dùng iPhone đi chơi có thấy chị mang đâu? Vừa lấy. Đây. Và đây sẽ là cách người ta bảo quản kimono của họ này mọi người. Giống là vợ hoàng hậu á. Lộ vợ vua. Chờ, これはいただいていいかな? Nè mọi người có màu này nữa nè. Màu này không biết lên màu dễ thương nha. Dưới chân chị Hòa. Để người ta phối cho, cái đó người ta chọn. Chị Thu đang cầm. Màu vàng. Đây á. Ý là chị Hòa lấy cái nào? Rồi chị Hòa lấy cái nào? Chị Hòa lấy cái nào? Sao đâu, mình cứ lấy không sao hết. Mặc lên rồi biết đâu nó lại hợp. Ừ. Trời quá. Da chị trắng, mặt này chắc là bật lên luôn. Đối diện chị Hòa. Cái này hả? Bên này á? Ok. Rồi Mỹ cái này đi. Được á em. À thôi. Ừ. Đây chị Thu lấy cái màu này nhé. Mặc vàng để lát nữa coi thử nó sẽ như thế nào nha mọi người. Rồi được chưa các bé? Được chưa các bé? Chọn chưa? Ok chụp hình nha. Hai. Ui xui xui xui. Che mất chị đang cũng chụp. Ok. すいません。 似合う。ね、似合う。自分が選んだ色やっぱ似合うよね。そうなんですか。うん。ね、先生、日本語上手でしょ、そんちゃん。ありがとう。あ、でも、なんか目立つ。やっぱり。可愛い。舞ちゃん変身。変身。可愛い。 OK, đi thẳng ra đi. Kawaii chan, nhiatteru. OK. と撮りました。
今日の思い出をちょっと胸にまたお仕事あると思いますけど、まあ、いろいろきつい時とかあるかもしれないですけど、今日の楽しかったことを思い出しながらまた頑張っていただきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ここで解散となりますので、お弁当ですねご用意しておりますので、お一人ずつ取りに来ていただきますかね。はい。